Chào tất cả mọi người. Hôm nay là một cái ngày rất là vui, rất là đặc biệt, nên là Phúc dẫn tất cả các anh em đi camping. Chạm vào vinh quang một lần, chạm vào tư vô một lần. Đường đi vẫn thênh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại? Hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sớm mai. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lụi tàn vì cơn mưa. Nên càng lặng trong gai lại càng muốn bước khoai. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi. Với tất cả mọi người, đây tức là những cái trang thiết bị của Phúc sử dụng trong ngày hôm nay. Nón bảo hiểm ha, bên tay ha, quên có thêm một cái kính Dior nữa và một chiếc xe ha. Đồ để mình đi phượt nha, đồ đi phượt nha. Xin được gì? Đây mai cam lồi mướt nha, mướt cái này đúng rồi, đẹp vậy. Lồi nữa cái này nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Sẽ vậy rớt ngoài vậy ba. Nè 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 anh ơi. Nè, cho mọi người xem nha. Đây, đó. Cái máy flycam này, cái điện thoại nè. Mới lụm luôn á. Nè, nó còn dính sình, dính đất nè, thấy không? Là mấy đứa trong đoàn phim ekip đó. Ẩu nè, rớt nè, văng cái... văng cái nút luôn nè. Thiệt tình mấy đứa này. Rồi. Đất không luôn. Em giờ sao? Giờ giờ giấu vô đâu? Cái có giấy không, trong trong giỏ có giấy không? Nó gớt rồi. Nó gớt ở đâu vậy ta? Đi kiếm cái gì? Rồi đi kiếm cái gì? Dạ kiếm cái tay cầm. Có rồi, có đâu kia. Rồi có rồi. Cảm ơn anh. Ở nghĩa gì? Sao rớt hay vậy ta? Rớt hay, rớt mà hay. Hả? Cảm ơn anh. Ơ nghĩa gì, chuột không? Không hay luôn á. Là mày đi tìm đó hả? Nãy giờ mày nãy tìm giờ đi tìm á. Là nãy giờ mày biết rớt rồi đó hả? Nghiệp nghe không? Giờ nó mới biết rớt đó. Đi tìm. Anh định giấu luôn rồi. Nói ra để anh chỉnh sửa là anh lau sạch sẽ rồi anh giấu luôn. Ai đó nói bên tai tôi rằng chắc có lẽ tôi nên dừng lại. Sóng gió buông vai tôi, lần này lần này không đi lang thang lang thang, nước mắt lặng trong mưa buồn lầy. Nhưng chính tôi biết tôi đang muốn về, và chỉ tôi biết tôi phải làm gì. Quy tắc tỏa sáng của một ngôi sao là ở nơi đâu vẫn luôn tự hào. Để làm cũng mấy chuyện. Thế giới đổi thay từng ngày, đúng rồi, khi chớp mắt đã không thấy những gì từng mong manh. Và anh em đi cắm trại rất là vui. Anh em cắm trại xách theo ngoài đồ cắm trại mà toàn là những cái thiết bị súng ống không à. Súng ống để bắn hình ảnh đó. Rồi mày né đi, máy đi lùi đó. Ê, gió dữ lắm. Ok, bấm đi té, ok, máy luôn. Rồi, máy lùi. Nghe lùi té, máy đi lùi té. Rồi, máy. 3, 2, 1, lôi.
cảnh đẹp rồi quay tới. Mày. Tối nay còn đi sâu vô rừng nữa. Có suối rồi, có rừng thông rồi nọ, cắm trại trong đó nó mới vui. Có mấy năm nổi rồi nó ho quá vậy. Nên càng lắm trong cảm lại càng muốn bước khoai. Chẳng bao tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi. Tại thì Phúc đang có mặt ở trong rừng thông và ở trên đồi, ở dưới kia là suối, nước rất là đẹp ha. Ở trên đây thì khung cảnh rất là lãng mạn, rất là hữu tình. Nhưng mà cảnh quay hôm nay thì lại là một cảnh buồn, cô đơn, một mình ở trong cái rừng thông này. Và mọi người cũng thấy là bên kia thì chuẩn bị sẽ có một cái gương để quay một cái cảnh giống như là mình xuất hiện ở trong cái gương đó. Và mình chạm vào cái gương và mình sẽ đi vào một cái không gian hoàn toàn khác với những gì mình đang thấy ở thực tại, để đi tìm về chính mình. Rồi ok, 3, 2, 1 vô. Rồi lắc đi. Lắc gì má. Rồi ok, qua đây nè, qua đây biết rồi, biết rồi, qua đây. Rồi, đẹp rồi. Chạm vào vai tôi một lần, chạm vào tim tôi một lần. Bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lụi tàn vì cơn mưa. Nên càng lâm trong gai lại càng muốn bước khoai. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi luôn là tôi. Nếu mà nói về vất vả thì chắc là mọi người di chuyển cái gương là vất vả nhất nãy giờ. Ôm cái gương đi lên, đi xuống, đi ra, đi vô, rồi đưa lên xe, đưa xuống xe. Đủ thứ hết. Đừng có lấy hình người khác nhiều ha, lấy mình anh thôi. Để lấy người khác vô nó không có liên quan tới hình ảnh đó. Nên là... đó, cái gương nó cực lắm đó nha. Mang đi là sợ bể gương, mà bể gương cái là phải làm lại từ đầu. Mua gương ở bên Brazil, sao mày nhập về? Cũng ráng nói vô để có hình vậy thì được, nó không cần thiết phải giải thích cái đó, nên là thôi cái gì cắt khúc đó nha. Cái gương là nguy hiểm nhất, tại vì cái gương nó rất là yếu ớt và di chuyển nó rất là dễ bể hoặc là nứt, rất là nguy hiểm. Và khi bể hoặc là nứt là coi như là không có cái để quay luôn, mình phải chuẩn bị lại từ đầu, mình có thể là hư một cái ngày quay luôn á. Rất là kỹ cho cái phần cái gương, và cái gương nó rất là quan trọng, bởi vì nó là một cái biểu tượng của chính trong cái video clip này, bởi vì chỉ có cái gương thì nó mới phản chiếu lại cái hình ảnh của chính mình ở trong gương như thế nào. Chạm vào tim tôi một lần, bạn sẽ thấy trong tôi ngọn lửa không bao giờ lụi tàn vì cơn mưa. Nên càng lâm trong gai, trong gai lại càng muốn bước khoai. Chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi là tôi. Bước một mình và dù bước hoài, bước dù chậm nhưng chẳng đứng lại. Đi trên đôi chân lên nơi xa xôi, đi sâu bên trong nơi thăm tấm tôi. Yeah, vui trong cho như bao tô đêm đèn. Sao sân khấu sao không có ai bên, cho ta hơi ấm một chút không tên. Nhưng khi trong mắt còn có ai bên. Yeah, chạm vào vinh quang một lần, chạm vào hư vô một lần. Đường đi vẫn thanh thang muôn lối, yêu thương người vẫn dành trọn cho tôi. Nên tại sao dừng lại, hành trình vẫn rất dài. Bàn tay tôi chạm vào tình yêu mỗi sáng.
đang lấp trong gai, lại càng muốn bước hoài, chạm vào tôi và cảm nhận chính tôi. À, anh giới thiệu ha, mấy người trong ekip nè, chứ anh không biết ai hết trơn á. Anh chỉ biết được có cái mặt đạo diễn đó, mặt đó là đạo diễn rồi đó, còn nhiêu là đạo diễn biết hết rồi, giờ anh không biết hết ai hết trơn.